Hello everyone! Xin chào, hôm nay mình sẽ hướng dẫn làm bé cà chua có chân như vậy mà mình không mắt nhìn tiểu vãi. Bé này làm nhanh và còn dễ thương, vừa làm xí là có cái làm khóa cặp rồi. Cần chuẩn bị len xanh và đỏ để làm trái cà chua và lá. Nếu muốn làm chân thì các bạn lấy len nâu hoặc đen nha. Kim móc thì phải phù hợp với len. Mình dùng miếu cotton và kim móc 3.0, cuối là kéo và kim khâu. Và bây giờ ta bắt đầu làm. Đầu tiên dùng len đỏ để móc, tạo một vòng tròn ma thuật với 6 mũi đơn. Lên một bính cho vòng 2. Móc một mũi đơn vào chân lên bính. Móc thêm một mũi vào chân này. Hai mũi đơn chung chân như này là mũi tăng. Các bạn móc thêm 5 mũi tăng cho vòng này. Lên một bính cho vòng 3. Móc một mũi đơn vào chân lên bính. Móc tiếp một mũi tăng. Móc thêm 5 lần một mũi đơn, một mũi tăng cho vòng này. Lên một bính cho vòng 4. Móc 2 mũi đơn. Móc 1 mũi tăng. Móc thêm 5 lần 2 mũi đơn, 1 mũi tăng cho vòng này. Lên một bính cho vòng 5. Móc 3 mũi đơn. Móc 1 mũi tăng. Móc thêm 5 lần 3 mũi đơn, 1 mũi tăng cho vòng này. Lên một bính cho vòng 6. Móc 4 mũi đơn. Móc 1 mũi tăng. Móc thêm 5 lần 4 mũi đơn, 1 mũi tăng cho vòng này. Lên một bính cho vòng 7. Móc 5 mũi đơn.
móc một mũi tăng. Móc thêm 5 lần 5 mũi đơn một mũi tăng cho vòng này. Lên một bính cho vòng 8. Từ vòng 8 đến 13 các bạn sẽ giữ nguyên số mũi. Mỗi chân móc một mũi đơn cho đến hết vòng. Có tổng 42 mũi đơn cho mỗi vòng. Móc hết vòng 13 thì lên một bính cho vòng 14. Móc 5 mũi đơn. Móc một mũi giảm. Móc thêm 5 lần 5 mũi đơn một mũi giảm cho vòng này. Lên một bính cho vòng 15. Móc 4 mũi đơn. Móc 1 mũi giảm. Móc thêm 5 lần 4 mũi đơn 1 mũi giảm cho vòng này. Lên một bính cho vòng 16. Móc một mũi đơn. Móc một mũi giảm. Móc 3 mũi đơn. Này mình tản mũi cho đừng có lộ á. Móc một mũi giảm. Móc thêm 4 lần 3 mũi đơn một mũi giảm cho vòng này. Còn hai chân thì móc 2 mũi đơn rồi kết vòng. Nhồi gòn vào nha. Lên một bính cho vòng 17. Móc 2 mũi đơn. Móc một mũi giảm. Móc thêm 5 lần 2 mũi đơn 1 mũi giảm cho vòng này. Lên một bính cho vòng 18. Móc một mũi đơn. Móc một mũi giảm. Móc thêm 5 lần 1 mũi đơn 1 mũi giảm cho vòng này. Lên một bính cho vòng 19. Vòng này móc 6 mũi giảm. Móc một mũi rời để kết vòng, lên một bính rồi cắt len.
Khâu không phần này lại vì tí ta sẽ khâu lá len, nhét len thừa vào trong rồi lấy len xanh để móc lá. Tạo một vòng tròn ma thuật với 6 mũi đơn. Kết vòng rồi lên một bính cho vòng 2. Từ vòng 2 đến 4 các bạn sẽ giữ nguyên số mũi là 6 mũi đơn, móc mỗi chân một mũi đơn đến hết vòng. Lên một bính cho vòng 5. Vòng này móc 6 mũi tăng. Lên một bính cho vòng 6. Móc một mũi đơn vào chân lên bính. Móc một mũi tăng. Móc thêm 5 lần một mũi đơn một mũi tăng cho vòng này. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc lá như vậy nha. Lên 7 bính. Móc một mũi rời vào chân 2. Móc 4 mũi đơn. Móc một mũi nữa kết. Bây bỏ hai chân bên dưới rồi móc một mũi rời ở chân thứ 3. Các lá phía sau làm y vậy. Sau khi móc xong các bạn lên một bính rồi cắt len dài để khâu. Nếu các bạn không thích chân thì tú qua phần này, không thì lấy len nâu để móc nha. Tạo một vòng tròn ma thuật với 6 mũi đơn. Lên một bính cho vòng 2, móc 6 mũi tăng. Lên một bính cho vòng 3, vòng này các bạn sẽ giữ nguyên số mũi là 12 mũi đơn.
Lên một bính cho vòng 4. Móc 2 mũi đơn. Móc 4 mũi giảm. Móc 2 mũi đơn. Nhồi gòn vào. Lên một bính cho vòng 5. Móc 2 mũi đơn. Móc 2 mũi giảm. Móc 2 mũi đơn. Móc 1 mũi rời để kết vòng. Lên 1 bính cho vòng 6. Từ vòng 6 đến 9 các bạn sẽ giữ nguyên số mũi là 6. Cứ móc mỗi chân 1 mũi đơn đến hết vòng. Sau khi móc xong một chân thì lên một bính rồi cắt len dài xí để khâu. Lưu ý là một chân cắt len dài, một chân cắt ngắn. Xong thì các bạn làm thêm một chân để khâu vào nha. Và khi làm xong hai chân ta nhét còn vào rồi mới khâu. Xong rồi thì ta sẽ khâu phần lá trước. Là ta sẽ khâu ở mặt đáy á, là mặt có lỗ nhưng không khâu lại. Đối với khâu lá ta sẽ khâu một vòng quanh, ngay vòng một mũi đơn một mũi tăng. Sau đó tới khâu lá nhỏ thì ta sẽ khâu mũi cuối của lá nhỏ là được. Tôi chậm lại để xem kỹ hơn nha. Khâu mắt thì hai má cách nhau nằm mũi đơn, miệng khâu ở mũi giữa.
Khâu xong lá và mắt thì tiếp theo sẽ là chân. Với chân các bạn canh ngay hai mắt thẳng xuống mà khâu. Trong video mình có lộn một cái chân, khâu từ vòng 2 đến 3 hoặc 4. Khâu xong chân rồi, bây giờ mình sẽ giấu len thừa đi. Đơn giản là cột chúng với nhau rồi nhét vào bên trong. Ta-da, cuối cùng mình cũng làm xong bé cà chua có chân. Nhìn em cứ sao sao ý, mong là mọi người thích bé này. Mình có nhiều ý tưởng lắm nhưng bị hạn chế ở chỗ thời gian nên mong có gì mọi chờ mình nha. Cảm ơn mọi người đã xem hết video mình. Hẹn gặp ở video sau. Hello, at this point, I have also finished making this little tomato with legs. And here the video ends. Thank you everyone for watching my video and see you in the next video.